132 và các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt thành 100 km/h. Trên đường điểm chờ là 35 km/h. Xe cắt tông vào kính chống cản 7.2 km. Đồng chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã khống chế dập tắt các đám cháy. Đây là nhiệm vụ chung của tất cả từng người, từng cá nhân một. Vì vậy là tất cả anh em đều xác định rõ tư tưởng cũng như là nhiệm vụ phải hoàn thành nhằm đảm bảo làm sao cho tốt nhất trong quá trình mà bảo vệ hội nghị. Thứ nhất là để trước bạn bè quốc tế thấy được thủ đô luôn luôn đảm bảo an toàn trong tất cả các nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ của Trung đoàn Cảnh sát cơ động là chúng tôi bố trí lực lượng phối hợp với các lực lượng của Bộ Công an và các lực lượng khác đã bảo vệ tuyệt đối an toàn tất cả những nơi diễn ra các cái sự kiện chính trị của đại hội. Thế thì hiện nay chúng tôi đã xây dựng toàn bộ các cái kế hoạch công án đối với các công an thành phố, là chúng tôi đã phối hợp với các đơn vị, các lực lượng để xây dựng và bố trí lực lượng theo kế hoạch để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cái đại hội đồng Liên minh nghị viện. Thế và có thể nói là trong cái đợt này thì chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch cụ thể hóa cái sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, của lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Thì Công an Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô đã xây dựng các kế hoạch và phân công nhau nhiệm vụ rất chặt chẽ trên cơ sở nhiệm vụ từ lực lượng để nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn các cái hoạt động cho các cái đại biểu cũng như các hoạt động của hội nghị IBU 132. Quán triệt cái chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và của lãnh đạo bộ cũng như là của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Ngoài cái việc thực hiện cái nhiệm vụ được giao thì chúng tôi luôn luôn đã nhắc nhở và chúng tôi đã quán triệt đến từng cán bộ chiến sĩ công an thủ đô trong cái dịp này cũng thường xuyên trong công tác, và đặc biệt là cái dịp bảo vệ hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới 132 tại Hà Nội, thì nâng cao cái tinh thần ý thức, trách nhiệm, nâng cao cái tư thế tác phong nhằm đưa cái hình ảnh của các cái lực lượng bảo vệ, trong đó có lực lượng công an làm nhiệm vụ. Chứa 9 mét khối lượng